Chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Tre ạ. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị một cái dòng bàn mà trang trí trong những cái gọi là năm nay cái khu văn phòng biệt thự sân vườn rất đẹp của chú anh chị. Dạ xin thưa là bàn Đài Loan của chú anh chị. Dạ bàn này thì nó có thể ở trong năm nay là những cái trong phòng và ở ngoài nắng đều vẫn được của chú anh chị. Bộ lá thì thường xanh, rất đẹp của chú anh chị. Thường thường được những anh chị văn phòng ưa chuộng để mình thanh lọc không khí á, cô chú anh chị. Đây, bên đây con có cung cấp cái giống ạ, được vô chậu C10. Đó coi 2, 4, 6, được chiều cao cây là cỡ 60 ạ. Dạ tất cả đều một cốt. Con cúp đầu đặng cho nó được tẻ nhánh cho nó xum xê nó đẹp hơn của chú anh chị. Dạ đó, lá đây của chú anh chị rất đẹp luôn. Về của chú anh chị có thể sang những cái chậu một chậu mới và bỏ sỏi đá nào vô dùng để trang trí rất đẹp của chú anh chị. Trang trí cho khu vườn và phân văn phòng mình có những cái cây thường xanh này của chú anh chị rất đẹp, thanh lọc không khí. Bản lá đây của chú anh chị, dòng này rất là dễ trồng dễ chăm, ít sâu bệnh. Tại vì của chú anh chị trồng nó không có cái nguồn lây của chú anh chị, thành ra nó không có sâu bệnh của chú anh chị. Đó, bản lá dày, cây xung phát thì sẽ bộ có lá to hơn. Thích nhưng bằng này xin liên hệ bên con nha của chú anh chị. Rất đẹp luôn. Đây con giới thiệu tượng trưng mẫu ạ. Còn nữa. Dạ. Rồi con chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh. Con xin kết thúc video ở đây. Kính chúc cô chú anh chị làm ăn phát tài. Dạ. Rồi con chân thành cảm ơn đã xem kênh mình con ạ. Đó, rất đẹp luôn.